could be us. So back to what I was saying. Could be us. Chuyện tình 10 năm hạnh phúc của nàng hoa hậu lấy chồng kém tuổi. Cuộc hôn nhân trên là danh tiếng, tài chính giữa hoa hậu Hồng Kông, Quách Thiện Ghi và Chu Thiếu Kiệt từng khiến nhiều người nghi ngờ. Song sau 10 năm, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Quách Thiện Ghi là nữ diễn viên đình đám xứ Hương Cảng vào những năm 2000. Cô có ông nội là người Anh nên mang một phần dòng máu châu Âu. Nhờ vậy, Quách Thiện Ghi sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có và cuốn hút. Quách Thiện Ghi sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ không giàu sang nên ngay từ nhỏ, cô đã rất ý thức với việc phải tự gây dựng sự nghiệp, đứng trên đôi chân của mình. Cha mẹ cô ly hôn từ sớm và Quách Thiện Ghi sống với mẹ. Trong khi bố của Quách Thiện Ghi sớm lập gia đình mới, thì mẹ cô quyết định ở vậy nuôi dạy con gái. Sự hy sinh và tình yêu của mẹ khiến Quách Thiện Ghi cảm động và luôn khát khao có một tổ ấm thực sự của riêng mình khi trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Thiện Ghi trở thành tiếp viên hàng không nhưng duyên số lại giúp cô bước chân vào làng giải trí. Vì sở hữu ngoại hình đẹp, Quách Thiện Ghi được khuyên đi thi hoa hậu. Cô giành vương miện cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1999. Chính thức bước chân vào làng giải trí, từ bỏ công việc tiếp viên hàng không. Năm 1999, cô ký hợp đồng với hãng TVB Hồng Kông và được nhà đài Tích Cực lăng xê. Khán giả biết tới Quách Thiện Ghi khi cô tham gia bộ phim truyền hình Cổ máy thời gian với Cổ Thiên Lạc. Sau bộ phim này, Quách Thiện Ghi tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án kinh điển khác như Lạc Thần, Trường Bình Công Chúa, Thiên Nhai Hiệp Y, Sông Hùng Tranh Bá. Vai diễn mà cô thích nhất chính là nữ thanh tra hình Tinh Tinh trong Điều tra đặc biệt. Sự nghiệp đang phát triển thuận lợi thì Quách Thiện Ghi dính bê bối qua lại với tài tử đã có vợ Đào Đại Vũ vào năm 2006. Sau mối tình tai tiếng với Đào Đại Vũ, Quách Thiện Ghi cũng dần khép lòng mình lại, không còn muốn bước vào những mối quan hệ mới. Năm 2010, Quách Thiện Ghi tham gia dự án Cung Tỏa Tâm Ngọc và vô tình quen với Chu Thiếu Kiệt. Nam diễn viên họ Chu sinh năm 1980, nhỏ hơn Quách Thiện Ghi 6 tuổi. Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ đều làm nông dân. Vì tính cách hiếu động nên từ nhỏ Chu Thiếu Kiệt đã được đưa lên Thiếu Lâm tự học võ rồi trưởng thành theo nghề chỉ đạo võ thuật. Anh từng tham gia các đoàn phim lớn như Mai Khôi Giang Hồ, Đại Nha Hoàng, Tỏa Thanh Thu. Suốt thời gian làm việc chung, Quách Thiện Ghi có cảm tình với người đồng nghiệp kém tuổi. Ấn tượng của anh với cô là một chàng trai chăm chỉ và làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Sau vài tháng quay phim, đoàn phim muốn mai mối Quách Thiện Ghi cho Chu Thiếu Kiệt nhưng nữ diễn viên từ chối. Thời gian trôi qua, những lần trò chuyện giúp Quách Thiện Ghi dần mở lòng với chàng đồng nghiệp sống giản dị, kém tuổi. Cô ngưỡng mộ anh không chỉ giỏi võ thuật mà còn giỏi thư pháp và những tác phẩm thư pháp của anh đều được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Quách Thiện Ghi xúc động khi Chu Thiếu Kiệt tỏ tình với cô. Thời gian tiếp xúc với chị, em biết chị là người tốt bụng, tính cách ôn hòa, không thích phô trương. Nếu chị cho em cơ hội, em nguyện che chở chị cả đời. Khi hẹn hò, Quách Thiện Ghi và Chu Thiếu Kiệt phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mẹ nữ diễn viên khuyên con gái nên nhìn nhận lại mối quan vì khoảng cách tuổi tác của hai người. Chu Thiếu Kiệt sống và làm việc tại Đại Lục trong khi Quách Thiện Ghi ở Hồng Kông. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn một lòng một dạ nên duyên với Chu Thiếu Kiệt. Năm 2011, Quách Thiện Ghi và Chu Thiếu Kiệt tổ chức đám cưới. Một năm sau đó, họ đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên cũng chuyển đến Bắc Kinh, Trung Quốc sống cùng chồng. Sống trong căn hộ chung cư nhỏ nhưng chưa bao giờ cô than vãn hay cảm thấy khó chịu. Với sự hậu thuẫn của vợ, Chu Thiếu Kiệt cũng dần có bước tiến trong sự nghiệp. Anh từ chỉ đạo võ thuật chuyển sang làm đạo diễn, sự nghiệp ngày càng phát triển. Từ khi lập gia đình, Quách Thiện Ghi cũng giảm bớt công việc để trở thành người phụ nữ gia đình. Cô cũng đối xử rất tốt và hiếu thảo với bố mẹ chồng. Năm 2017, vợ chồng Quách Thiện đi mua một căn nhà ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng của nàng hoa hậu rất cảm động trước tình cảm của con dâu và chia sẻ. Con dâu của chúng tôi rất hiếu thảo, chăm tôi còn chu đáo hơn con gái ruột. Đây là phúc đức vợ chồng tôi tu luyện mấy kiếp mới có được. Mọi người thường mỉa mai rằng tôi vì hết thời, mất danh phải đi lấy chồng nghèo, chấp nhận một cuộc hôn nhân không danh giá. Tôi không bận tâm những lời xì xào đó. Tôi tin vào duyên số, cựu hoa hậu Hồng Kông chia sẻ. Năm 2021, sau gần 6 năm nghỉ ngơi để chăm chút gia đình, Quách Thiện Ghi thông báo tái xuất màn ảnh trong dự án phim điện ảnh Cổ Máy Thời Gian, đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm sau. Ngoài ra, cô còn nhận lời tham gia bộ phim truyền hình mang tên Intel Unger,